Ở đây thì hiện tại hay ba cây DC93 nè mà. Đội hình máy cắt đèn lệch bao anh em ơi. Quá đông máy à. Một cặp Kubota DC93. Rồi, hiện tại Kubota DC93 nãy giờ chạy bộ tới đồng anh em ơi. 2 cây. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh Dũng miền Tây của mình ha. 2 cây Kubota DC93. Rồi, chiếc này qua cắt trước anh em ơi. Còn cái dữ không? Máy này máy tốc độ không à? Theo cây này thì đi qua luôn anh em ơi. Nguyên cặp Kubota DC93. Nó cắm xuống. Rồi lắm luôn. Hàm này hàm 95 anh em ơi, hàm 95 không có người sao giữa ha. Này cứ giữ nặng ký của người ta. Hiện tại 2 cây đang siết anh em ơi. Mình quay cái này thì hơi chá, mặt trời mới vừa vét cặp cái bờ nè. Hàm 95 không có sao giữa. Hàm này hàm nói nhà anh em ơi. Đây, rồi tiếp theo cây sau nguyên một cặp DC93 lúa thảy đùng đùng luôn nè. Này thứ dữ. Máy nào chạy cũng tốc độ nhưng mà cắt lúa không ra lúa nghe nè. Hai thứ giữ nặng khí. Hiện tại hai đối thủ Kubota DC93. Cái này thì có phần vượt trội hơn anh em ơi. Hàm 95 2 cây. Máy nào cũng bị việc tốc độ hết. Tiếp theo cây này. Tài cho DC93 nung xe cây trước. Mình quay này hơi chá mặt trời anh em ơi. Cây này thì đang đi xuống, còn một cây thì đang
chỉnh sửa cái xa bư lại anh em ạ. Bên đây cũng có cây 93 nữa nè. Xe kéo bắt đầu đi ra gom lúa. Lúc này thì có một cây đi xuống à anh em ạ. Cây kia thì còn đang đục đẽo. Lúa này bán được 9.050 đồng một ký anh em ạ. Lúa OM18. Wow. Lúc này thì hai đối thủ. Chiếc sau thì cũng vô tham gia luôn anh em ạ. Lúa nguyên đóng luôn. Hàm 95 không à. Nhưng mà không có ngôi sao giữa anh em ơi. Hàm này hàm nói nhà. Cây này vô quất trước à. Bơi kiểu này thứ gì chịu nổi. Máy bây giờ máy nào cũng binh tốc độ hết rồi nè. Tốc độ quỷ diệt. Chạy cái gì chịu nổi không. Chiếc này đang bo qua trước anh em ạ. Còn cái này thì cũng mới vừa qua cua. Hai đối thủ. Cách cự ly cũng không xa anh em ạ. Xe kéo máy cắt đỏ đồng hết trơn. Cây này thì xe kéo này hỗ trợ cho cây 93 bên này à nè. Nguyên một dọc lúa luôn rồi. Công cả tấn, hơn tấn không. Hai đối thủ đang đi xuống nè. Cái này thì chạy cao, quánh một phút 30 giây là gọi anh em ạ. Rồi, đủ đích. Lúc này thì hai cây đang xiết xuống nè anh em. Còn lam này nữa là lam cuối cùng luôn.
bánh chút xíu là gọi lô. Xe lúa này đang đi vô anh em ơi, kéo tuốt vô đầu trong xa lắm. Kéo xe này nữa là hai xe anh em, nãy xe kia đi vô hết xe. Hai cây 93 thì hai xe kéo. Bên kia chưa được 3 lớp anh em ạ. Chuẩn bị lên 3 lớp. Nếu mà 3 lớp thì xe này cũng 70 bao ạ. Quá lực. Bao này thì cũng cỡ 57, 58, 60. 57, 58. Đang qua bờ. Bờ này cao lắm nghe anh em. Chúi xuống rồi. Đang leo đê lên anh em ơi. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em. Hiện tại công đoàn đang dắt xuống ghe luôn anh em ơi. Bán lúa tươi hiện tại giá bán được 9.600 một ký anh em.